Đây là túi lọc tái sử dụng mà các bạn nhà Sia sẽ nhận được khi đặt mua bột gội đầu bồ kết thảo dược nhà Sia. Và sau đây, Sia hướng dẫn các bạn chỉnh thắt lại một tí đầu dây rút để các bạn thuận tiện hơn khi sử dụng nha. Các bạn mở hai đầu gút ra, rồi lại chụm hai đầu vào và gút lại làm một như trong clip nè. Xong thì đầu kia các bạn cũng làm y như vậy. Khi dùng thì các bạn bỏ 2 đến 4 muỗng bột vào. Và nhớ mỗi lần túi bột này, các bạn có thể nấu thành 2 lần nước để gội luôn đó. Xong thì các bạn bỏ bột đã nấu rồi ra ngoài, rửa túi rồi lại tái sử dụng trong những lần sau ha. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nha.